Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Dân Mỹ trước ngưỡng cửa bầu cử 2024. Bài viết do Thái Hoa Lộc biên soạn và Quang Trương trình bày. Kính thưa quý vị, mặc dù vẫn còn tới 18 tháng nữa thì cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ mới được diễn ra và có thể có rất nhiều thay đổi từ đây cho tới thời điểm đó. Nhưng nhiều nhà phân tích tin rằng có xác suất cao là hai ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, đó là ông Joe Biden và ông Donald Trump, sẽ lại gặp nhau. Vì ông Biden chính thức công bố tái tranh cử vào ngày 25 tháng 4 vừa qua đã được dự đoán từ lâu. Tờ tạp chí Vice lưu ý trong 45 đời tổng thống trước đó chỉ có 6 người không tranh cử nhiệm kỳ kế tiếp. Trong đó có hai ông, đó là ông Harry Truman giai đoạn từ năm 1945 tới năm 1953 và ông Lyndon Johnson giai đoạn năm 1963 tới năm 1969, đều đã từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo một cách bất ngờ sau khi những người tiền nhiệm của họ là ông Franklin Roosevelt và ông John F. Kennedy qua đời khi đang đương chức. Họ quyết định là không tái tranh cử vì bị lôi vào những cuộc chiến tàn khốc và ngày càng bất lòng dân. Nói vậy, để chúng ta thấy ít nhất hiện nay thì ông Biden vẫn là người có cơ hội tốt nhất của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử năm 2024. Ngoại trừ một số ít những người như là ông Robert Kennedy Jr. được chú ý bởi vì ông bố, một nghị sĩ và ông bác là một tổng thống đều đã bị ám sát. Người thứ nhì đó là bà Mary Ann Williamson, nổi tiếng vì từng làm cố vấn tinh thần cho bà Oprah Winfrey, một nhân vật truyền hình đông khán giả. Có thể nói cả hai người đều rất yếu so với lại ông Biden. Khi luận về khả năng thành công của ông Biden thì truyền thông của Hoa Kỳ đa số đều nhận ra của vấn đề là thành bại không phải nằm ở bản thân của ông. Như đã nói thì ông Biden được đánh giá là ứng cử viên tốt nhất, không có nghĩa là cử tri đánh giá cao những gì mà ông đã làm hoặc là cho rằng ông là một sự lựa chọn đúng đắn nhất cho nhiệm kỳ thứ hai. Khảo sát của đài NBC News đăng vào ngày 23 tháng 4 cho thấy chỉ có 26% người Mỹ nói là ông Biden nên tái tranh cử, trong khi có đến 70% nói không. Ở nhóm cử tri đảng Dân Chủ thì có 51% người nói là ông Biden không nên tranh cử tiếp. Dữ liệu này phản ánh đúng xu hướng trong các kết quả khảo sát tương tự trước đó của hãng AP và CNN. Tuổi tác là yếu tố ảnh hưởng nặng nề lên cảm giác tiêu cực về chiến dịch tranh cử của ông Biden. Khảo sát của AP đầu tháng 2 của năm nay cho ra kết quả còn tệ hơn. Chỉ có 41% người được hỏi tán thành với lại cách ông Biden giải quyết công việc của Tổng thống. Và chỉ có 22% người Mỹ trưởng thành nói là ông nên tái tranh cử, thấp hơn so với lại 29% trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm ngoái. Bà Sarah Overman, một người ủng hộ đảng Dân Chủ làm việc trong ngành giáo dục ở tại North Carolina, đã nói rằng tôi nghĩ ông ấy quá già và chúng ta nên dùng những người trẻ hơn. Năm nay, chiến dịch của ông Biden phải có một số điều chỉnh so với lại năm 2020 khi mà không còn dịch COVID-19 và ông sẽ không thể tiếp tục vận động tranh cử trực tuyến tại nhà riêng ở tại tiểu bang Delaware và sẽ phải xuất hiện trực tiếp trước công chúng nhiều hơn. Tiếp xúc trực tiếp tạo ra một lợi thế về thông điệp nhưng cũng đi kèm với rủi ro về khả năng để lộ sự mệt mỏi khi mà di chuyển và tương tác với lịch làm việc dày đặc ở tuổi 80. Khác với lại năm 2020, thì hiện ông Biden phải đối diện với lại cuộc khủng hoảng kinh tế đã xảy ra trong nhiệm kỳ của mình. Lạm phát ở Mỹ có biểu hiện ổn định và việc làm gia tăng. Nhưng vòng quay kinh tế tại thời điểm 2024 sẽ khó đoán, theo hãng Reuters. Điều này đồng nghĩa là ông Biden cần kinh tế của Hoa Kỳ phải đạt đúng điểm rơi phong độ giữa lúc đang có quá nhiều bất an. Nhiều dự đoán cho rằng vào năm 2024, thất nghiệp sẽ gia tăng do tăng trưởng chậm, lãi suất cao và lạm phát có thể lơ lửng trên mức trước đại dịch. Lá phiếu của người dân Hoa Kỳ chính là sự phán xét công việc của ông Biden trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng Cộng Hòa không ngần ngại tấn công trên các vấn đề kinh tế xuống thấp, lạm phát lên cao, cộng thêm những mối lo về di dân tới quá đông và chính phủ nợ quá nhiều. Đảng Dân Chủ sẽ chứng tỏ rằng kinh tế đã hồi phục sau tai họa bịch dịch và tỷ số thất nghiệp xuống mức thấp kỷ lục, lương công nhân lên cao chưa từng thấy,
và họ sẽ đề cao các chương trình sửa chữa hoặc là xây dựng đường xá, cầu cống hơn 1.000 tỷ Mỹ Kim và các món đầu tư sản xuất chất bán dẫn cũng 1.000 tỷ Mỹ Kim để tạo công việc làm và mô tả những mối lo khác là không quan trọng. Trong cuộc tranh cử vào năm 2024 tới đây, thì các vấn đề văn hóa, phong tục, đạo lý sẽ được đưa lên hàng đầu, có thể ảnh hưởng mạnh lên lá phiếu hơn là những chuyện cơm áo gạo tiền. Ngay bây giờ, đã thấy hai đảng chọn những đề tài mà họ sẽ dùng để vận động tranh cử cho năm 2024 khi mà người Mỹ bầu tổng thống và các dân biểu hạ viện và 1/3 số nghị sĩ trên thượng viện. Hai đảng đều sẽ nhấn mạnh đến vấn đề phá thai với lập trường tối nghịch nhau. Đảng Cộng Hòa sẽ đòi bảo vệ quyền tự do mang súng, trong khi đảng Dân Chủ muốn đặt thêm luật để kiểm soát. Các vấn đề như là người đồng tính, người chuyển giới, nam nữ có thể thành đề tài tranh cử tại nhiều tiểu bang. Cá nhân ứng cử viên sẽ ảnh hưởng trên lựa chọn của cử tri. Với ông Joe Biden, tuổi cao sẽ khiến nhiều người lo lắng, ông còn đủ sáng suốt. Với ông Donald Trump thì nhiều thông tin sẽ khiến cho cử tri ngần ngại, bởi vì trong 2 năm tới thì ông còn phải ra tòa bởi vì các chuyện quan hệ bất chính với phụ nữ, kinh doanh và tiếp tục gọi cuộc bỏ phiếu vào năm 2020 là gian lận, dù đều bị các tòa án bác bỏ. Tuy với những thách thức khó khăn hiện tại của chính quyền ông Biden, nhưng mà ông David Carlucci là cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang New York và là chiến lược gia chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ, nói với lại báo The Epoch Times rằng ông Biden vẫn ở vị trí thuận lợi cho năm 2024. Và rõ ràng, việc ông Trump là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa sẽ là một điều thuận lợi cho việc tái đắc cử của ông Biden. Ông Carlucci lưu ý, đảng Cộng Hòa đã không làm tốt như là họ nghĩ trong các cuộc bầu cử năm 2018, 2020, 2022, và đảng này bị chia rẽ giữa những người ủng hộ ông Trump và những người muốn bỏ qua ông Trump. Ông Carlucci nói, ông Biden sẽ chuyển sang thu hút các cử tri ôn hòa hơn của đảng Dân Chủ và tiếp tục dây chuyền các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện và các thành viên đảng Cộng Hòa theo MAGA như là những người cực đoan. Các nhà phê bình nói rằng những tai ương pháp lý của ông Trump sẽ làm tổn hại đến cơ hội của ông vào năm 2024. Ông Wes Fano là một chiến lược gia của đảng Cộng Hòa ở tại tiểu bang Ohio, cho biết các vấn đề pháp lý của ông Trump đang thúc đẩy cơ sở cử tri của ông. Họ cảm thấy rằng các bản cáo trạng là không chính đáng và đó là một cuộc tấn công trực tiếp vào ông Trump. Ông Fano nói thêm, họ nghĩ rằng các bản cáo trạng là những ví dụ thêm nữa cho thấy đảng Dân Chủ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để mà ngăn ông Trump ra tranh cử và đắc cử. Ông Donald Trump có thể nhận được sự ủng hộ từ các cử tri của đảng Cộng Hòa và các cử tri độc lập, những người không bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử sơ bộ, bởi vì cuối cùng vấn đề sẽ quay trở về gói gọn trong câu nói nổi tiếng của Tổng thống Ronald Reagan, hỏi rằng hiện nay quý vị có khá giả hơn 4 năm trước hay không? Đối với đại đa số người Mỹ thì câu trả lời chắc chắn là không. Ông Fano nói thêm, ông Trump sẽ gợi nhớ người Mỹ về thời kỳ khi ông còn là Tổng thống và nền kinh tế thịnh vượng trước khi COVID-19 xuất hiện. Lạm phát và giá xăng thấp, biên giới phía Nam an ninh hơn và quốc gia này là nơi an toàn hơn. Năm 2016 thì ông Trump đã thực hiện tầm nhìn Make America Great Again, tức là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của mình. Và năm 2020 thì ông ấy đã có một bản thành tích, nhưng cuộc bầu cử lại nghiêng về tính cách cá nhân nhiều hơn là thành công được ghi nhận của ông ấy với tư cách là Tổng thống. Ông Carlucci nói ông Trump sẽ có khả năng là người được đề cử của đảng Cộng Hòa. Ông Carlucci tin rằng sẽ không có một nhân vật cao cấp nào của đảng Dân Chủ tham gia cuộc bầu cử sơ bộ, bởi vì không có lý do gì để nói rằng ông Joe Biden phải ra đi. Ông Carlucci nói thêm rằng không có ông Trump, có thể ông Biden sẽ không trở thành Tổng thống. Ông Biden đã từng đánh bại ông Trump và không có lý do gì để nghĩ rằng ông ấy sẽ không đánh bại ông Trump thêm một lần nữa vào năm 2024. Tình thế sẽ chỉ có lợi cho ông Biden nếu ở trận chung kết, ông gặp lại đối thủ cũ là ông Trump của đảng Cộng Hòa. Tờ báo Washington Post, một trong những tờ báo không ưa ông Trump, cũng nhìn nhận thẳng thắn rằng ông Joe Biden là tổng thống phần lớn vì ông Donald Trump đã làm tổng thống khi ấy. Việc ông Trump xuất hiện trong màn đấu tay đôi có thể khiến cho cử tri nhớ lại lý do mà họ đã bầu cho ông Biden.
Nhưng một rủi ro khác đó là với những khó khăn kinh tế và một nhiệm kỳ khá mờ nhạt cho đến nay, chung kết 2024 không còn là một sự lựa chọn giữa một ứng cử viên bình thường và một ứng cử viên bị ghét như là ông Trump. Thay vào đó sẽ là một sự lựa chọn giữa hai người mà cử tri đều không ưa. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Dân Mỹ trước ngưỡng cửa bầu cử 2024. Bài viết do Thái Hoa Lộc biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.